thông tin tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Trà Giang Nguyễn Thị Trà Giang. Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi. Là một diễn viên điện ảnh Việt Nam ôn sơ bộ phim đầu tiên bà tham gia là phim Một Ngày Đầu Thu. Đạo diễn Huy Vân và bộ phim cuối cùng là Dòng Sông Hoa Trắng. Đạo diễn Trần Phương. Trà Giang cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Chị Tư Hậu, Huy chương Bạc Liên Hoan Phim Quốc tế Moscow năm 1963, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Vai Diệu, đoạt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Quốc tế Moscow năm 1973. Bố của nghệ sĩ Trà Giang là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh. Chồng của bà là nghệ sĩ ưu tú giáo sư âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai vợ chồng có một người con gái cũng nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật là nghệ sĩ Dương Cầm. Bích Trà, bên cạnh điện ảnh, Trà Giang còn thử sức trong lĩnh vực hội họa và đã có triển lãm tranh vào năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà còn liên tiếp 7 lần là thành viên hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam môn sơ trà. Giang còn là đại biểu quốc hội khóa V, Vi và 7. Các phim đã tham gia một ngày đầu thu, 1962, Chị Tư Hậu, 1962, Làng Nổi, 1965, Lửa Rừng. 1966. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. 1969. Vị tuyến 17 ngày và đêm. 1972. Bài ca ra trận. 1973. Em bé Hà Nội. 1974. Ngày lễ thánh. 1976. Mối tình đầu. 1977 cho cả ngày mai. 1981, huyền thoại về người mẹ. 1987, hoàng hoa thám. 1987, vai vợ ba của đề thám kẻ giết người. 1988, vai bà Phượng, đạo diễn Hoài Linh, dòng sông Hoa Trắng. 1989, đạo diễn Trần Phương.